hai tim. Đây, đấy là một dải hoa, một vườn hoa loken. Đây là vườn hoa loken của nhà họ. Đó, nó rất chi là đẹp. Đây là hoa loken màu vàng. Đó, đây là bông hoa loken màu vàng. Đây là quả của nó. Sao quả nó bé thế này? Quả này coi như là bị hỏng rồi. Những quả thế này thì nó sẽ không có trái đâu, nó sẽ không ra hoa đâu. Đây, để mình tìm những quả khác chưa. Đây, 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 cái quả này nó đang bé nhưng mà có vẻ như những quả này á, nó quả bé này, cái hạt sẽ không đạt chất lượng. Đây quả này này, đây, đây mới là cái quả, quả này này, nó mới lên cây được này. Đó, quả hoa loken á, khi nó chín là nó màu đen, quả này giờ vứt lên đây này là nó sẽ lên mầm thôi. Và hoa loken này thì có hai loại, mình hiện tại mình biết là có hai loại, loại màu đỏ này héo rồi và loại màu vàng. Đây, đây là loài màu vàng. Rồi, có nhiều quả nó cũng nó ra nhưng mà nó không đạt chất lượng. Giống kiểu nó không được thụ phấn hay sao ấy. Đó, nó bé xíu à. Nhưng quả chẹt này thì nó không được cái gì cả. Đây là cái hoa loken màu đỏ. Và thường thì lá của nó thì giống nhau cả, chỉ có mỗi hoa khác nhau thôi. Nhìn của nó thì cũng có phân biệt đối với hoa màu vàng và hoa màu đỏ. Đó, đây là một dải hoa loken luôn. Đó, đẹp không? Nhưng mà mưa xuống sáng sớm là chưa nở đấy.